trọng kính Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh ở tại Việt Nam. Sau 6 năm hiện diện và làm việc tích cực trong các giáo phận ở Việt Nam, tất cả chúng con đều cảm thấy rất quý mến, rất yêu thương, rất quyến luyến Đức Tổng Giám mục. Và chúng con nghĩ rằng khi xa Đức Tổng Giám mục thì chắc chắn chúng con cũng sẽ nhớ Đức Tổng Giám mục rất nhiều, và chúng con sẽ cố gắng noi gương Ngài. Mỗi lần nhớ tới Ngài, mỗi lần nghĩ tới Ngài, xin Ngài hãy tiếp tục thương yêu chúng con mặc dầu ở xa, và cầu nguyện và chúc phúc cho quê hương đất nước của chúng con, đặc biệt là cho giáo hội Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là cho hàng giáo mục Việt Nam. Một lần nữa con xin cảm ơn và xin hết lòng tiễn biệt với tất cả tâm tình yêu thương và quyến luyến tiễn biệt Đức Tổng Giám mục ra đi đến nơi thánh địa quê hương của Chúa. Đức Tổng sẽ bay chuyến bay chiều hôm nay, nên chiều hôm nay anh chị em hướng ý cầu nguyện một kinh cho Đức Tổng về bình an.